7 quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được thành lập dọc theo chiều dài Tổ quốc để bảo vệ sự toàn vẹn của lãnh thổ. Trong chương trình quý vị đang theo dõi, 6 cá nhân tình nguyện nhất được tuyển chọn từ các quân khu sẽ cùng nhau tụ họp về một địa điểm để tranh tài. Mục tiêu cuối cùng là để tìm ra quân khu số 1. Xin kính chào quý vị khán giả và các đồng chí đã quay trở lại với trường bắn Đồng Roi thuộc trường sĩ quan lục quân 1 để đến với những diễn biến chính vòng bán kết chương trình quân khu số 1. Trên bảng xếp hạng, dẫn đầu là đội tuyển quân khu 1 với 1 điểm. Còn trong buổi sáng thứ 7 ngày hôm nay, đội tuyển quân khu 4 trong trận đấu ra quân tại vòng bán kết sẽ đem đến màn trình diễn như thế nào với những hỏa lực mới được xuất hiện. Thi đấu với đội tuyển quân khu 4 trong buổi sáng thứ 7 ngày hôm nay là đội tuyển cũng đang rất cần một điểm, đó chính là đội tuyển quân khu 2. Sau thất bại khi chậm hơn đội tuyển quân khu 1 gần 7 phút trong tuần trước, ngày hôm nay đội tuyển nào nhanh và chính xác hơn sẽ đặt một chân vào trận chung kết, nơi một trận thi đấu sẽ quyết định đội vô địch. Chào mừng quý vị các bạn đã tới với chương trình quân khu số 1. Ngày hôm nay chúng ta sẽ theo dõi trận thi đấu hai đội tuyển quân khu 2 và quân khu 4. Và đặc biệt là đối với đội tuyển quân khu 2, vì đối thủ của họ là đội tuyển quân khu 4, là đội đang nắm giữ nhiều chiến thắng nhất trong chương trình của chúng ta từ đầu giải cho đến bây giờ. Theo dõi trận thi đấu của chúng ta có đồng chí đại úy Nguyễn Văn Khoa ở khoa binh chủng của trường sĩ quan lục quân 1 và trận thi đấu đang diễn ra tại thao trường Đồng Roi của trường sĩ quan lục quân 1. Trận thi đấu bán kết thứ hai, tuy nhiên là trận thi đấu đầu tiên của đội tuyển quân khu 4. Và với đội tuyển quân khu 2 thì họ đã có lợi thế là đã rút ra được những kinh nghiệm từ trận đấu với đội tuyển quân khu 1. Tin tưởng rằng đây là một trận thi đấu hết sức là kịch tính và đáng để đón xem. Theo kết quả bắt thăm thi đấu, đội tuyển quân khu 4 sẽ thi đấu lượt thi thứ nhất, đội tuyển quân khu 2 thi đấu lượt thi thứ hai. Sau đây, mời hai đội tuyển về vị trí làm công tác chuẩn bị và sẵn sàng thi đấu. Bắt đầu! Mỗi trận đối đầu gồm có 3 chặng thi. Quân khu nào hoàn thành cả 3 chặng với thời gian ngắn hơn sẽ là đội chiến thắng. Mỗi trận thắng được 1 điểm. Chặng thi thứ nhất, tiếp cận trận địa, tiêu diệt mục tiêu. Đội chơi sử dụng súng chống tăng không giật SPG-9 tiếp cận trận địa bắn, tiêu diệt 3 mục tiêu ở khoảng cách 300, 400 và 500 mét. Thành tích được tính khi nhiệm vụ bắn kết thúc. Ngày hôm nay là ngày thi đấu đầu tiên của chúng ta. Trận thi đấu rất là quan trọng, là trận thi đấu có mang tính chất quyết định. Tất cả chúng ta cố gắng. Lưu ý sáng ngày hôm nay là điều kiện thời tiết trời mưa. Cầu binh rất là trơn nên tất cả các đồng chí vượt qua đó chú ý không để nhanh quá trượt chân lên đó để xảy ra mất an toàn rồi là ảnh hưởng đến thành tích. Vào các vị trí chúng ta thực hiện như chúng ta luyện tập, đặc biệt là sổ SPG-9 ở trên sân SPG-9 như chúng ta luyện tập. Cố gắng nhá, cố gắng thi tốt nhá. Cố quyết tâm. Quân khu 4 quyết tâm. Và theo thứ tự bốc thăm thì đội tuyển quân khu 4 sẽ bắt đầu trước với những cái tên rất là quen thuộc. Đó chính là Trần Văn An, Đinh Sĩ Thân, Lê Quang Khải, Nguyễn Đình Quyết, Trần Văn Việt và Vi Văn Tăng. Bây giờ đội tuyển quân khu 4 đã bắt đầu trận thi đầu tiên của mình. Ngay lập tức thì vận động viên số 1 đã vượt qua cầu mái nhà. Đây là Trần Văn Việt của chúng ta. Những gương mặt này chúng ta đã rất quen thuộc trong các trận thi đấu của chương trình quân khu số 1. Sau khi đã vượt qua được cầu mái nhà thì sẽ phải vượt qua các cái dây thép gai tròn. Đây là Trần Văn Việt, chắc là các bạn còn nhớ gương mặt rất là dễ thương của chàng trai này. Rất nhanh, Trần Văn Việt đã vượt qua hàng rào lò xo. Vâng. Đây là Nguyễn Đình Quyết. Đây là Đinh Sĩ Thân. Đinh Sĩ Thân, học viên khóa 65 của trường sĩ quan lục quân 2. Họ đang tràn đầy quyết tâm. Đoạn hào sạt lở được ban tổ chức bố trí khoảng 100kg đất và hỏi các chiến sĩ phải xúc đổ ra ở phía trước của đoạn hào. Một người nữa.
tính hiệp đồng chặt chẽ cũng là một trong những cái ưu điểm rất là nổi bật của đội tuyển quân khu 4. Họ đã rất nhanh chóng được cơ động lên vị trí để tiếp cận lấy súng SPG-9. SPG-9 là một cái vũ khí mới được xuất hiện trong vòng bán kết của chúng ta. Thôi đôi lấy súng, đôi mua em sáng mua chiến đấu bộ binh. Trước khi đó thì họ phải đội các cái mũ để bảo vệ, đúng không ạ? Đây là mũ chiến đấu bộ binh để bảo đảm an toàn trong quá trình bắn súng SPG-9. Mỗi một trang bị thì đều có một ý nghĩa của nó. Và đây SPG-9 đang được khiêng bởi hai chiến sĩ. Vâng, thân súng thì khoảng gần 60kg. Ngoài ra còn có kính ngắm, SPG-9 này còn có cả bánh xe. Nếu mà cần thì chúng ta có thể kéo nó đi đúng không? Vâng, nhưng mà trong chương trình cuối cùng số 1 thì các thử thách đều được tối đa hóa để tạo ra những cái bài tập đầy kịch tính cho các đội tuyển có thể thể hiện được hết những cái điểm mạnh của mình. Hướng đến mặt, tân điên ở đây, khâu đôi, đặt súng chảo cao. Đây rồi, đây chính là địa điểm để bắn SPG-9. Vâng, và đội trưởng Trần Văn An ngày hôm nay thì sẽ tiến hành thao tác đạn. Và xạ thủ sẽ là Trần Văn Việt. Đây là những gương mặt rất là thân yêu đối với khán giả xem truyền hình chúng ta. Và đối với tổ bình luận của chúng tôi cũng vậy. Đã rất là quen với những gương mặt này, những cái tên thân yêu này. Trần Văn Việt và đội tuyển quân khu 4 đang thao tác rất nhanh. Đặc biệt là Trần Văn An thì cũng thế, đang chuẩn bị đạn một cách rất khẩn trương. Trần Văn Việt, Trần Văn An cũng như các đồng đội của mình thì họ đã thể hiện những cái kỹ năng xuất sắc từ mang đeo trang bị này, rồi là vượt các vật cản này. Đến bây giờ thì họ đã phải tiếp cận với SP-19, còn được gọi là DKZ. Cho đội bắn, mục tiêu, lớp của số 1, đạn chân lớn, từ đi 300m, 300m, ngắn chính giữa từ đội bắn, chính giữa từ đội bắn, bắn 1, đạn đạn. Khoan được, khoan được. Có nước. Và rất nhanh chóng thì đội tuyển quân khu 4 đã dùng súng xong và lắp đạn vào súng. Khóa toàn. Rồi, đóng khóa toàn rồi. Bên cái cao rồi, Việt, bên đây. Bên cái cao. Có vẻ như họ đang gặp vấn đề về thăng bằng bọt nước ngang của súng. Cậu đội trưởng đã dùng xẻng để gõ vào chân súng ở vị trí của xạ thủ số 1. Việc gõ là để bảo đảm cho là cái bọt nước của thăng bằng ngang nó đang bị lệch sang bên trái. Vâng. Thì khi gõ thì nó sẽ chuyển về vị trí chính giữa. Và lúc này khi bọt nước về vị trí chính giữa thì tức là mặt súng đã thăng bằng vuông góc với mặt phẳng bắn, làm cho đạn có thể trúng vào điểm định ngắm ở trên mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên cự ly 300m. Một sao. Con. Từ. Chúng cái cao về đây. Được. Được. Và đã trúng mục tiêu. Wow, lửa đã bùng lên trên thao trường. 400m. Một khởi đầu tương đối là thuận lợi. Quá đẹp. Một sự khởi đầu rất là may mắn cho ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ đến mục tiêu thứ hai, cự ly 400m. Hy vọng rằng là ngày hôm nay sẽ có những kết quả ngoạn mục và các đội tuyển sẽ phá các cái kỷ lục của mình. Sao? Anh cãi lên đây. Tôi nghĩ thế này thì dễ, quân khu 4 thắng quân khu 2 lắm, không biết là thế nào. Quân khu 2 thì mình cũng yêu quý. Vâng. Mục tiêu thứ hai, ụ súng cự ly 400m. Và đối với mục tiêu ụ súng được bố trí bằng bia số 15. Kích thước của mục tiêu là chiều rộng 90cm, chiều dài 170cm. Đóng lại. Lên. Rồi, lên nạn. Cầm lại cho cây vào. Sao? Và mục tiêu thứ hai cũng đã bị tiêu diệt. Vâng, lại một cụ cứ điểm đã bị bốc lửa. Vâng, chúng ta có thể thấy là khả năng làm chủ vũ khí trang bị của đội tuyển quân khu 4 là rất tốt. Rất tuyệt vời. Trong một thời gian rất là ngắn nhưng đã thể hiện được cái kết quả huấn luyện của mình. Có lẽ như đây đang là đội chơi tốt nhất trong trận thi đấu số 1 này. Đội tuyển quân khu 4 đang chơi nhanh hơn hẳn. Và họ cũng đã gây rất nhiều ấn tượng tốt đẹp cho khán giả xem truyền hình trong suốt những cái vòng vừa qua, từ các cái vòng đầu tiên, vòng loại. Một con toàn, gạt sâu. Một con toàn, chuẩn luôn. Mục tiêu thứ 3 cũng đã bị tiêu diệt. Quá nhanh.
quá chính xác và quá nguy hiểm. Thì chúc mừng đội tuyển quân khu 4. Một đội tuyển thiện chiến. Và đang cùng nhau ăn mừng. Vâng. Vậy thì đội tuyển quân khu 2 sẽ phải đối mặt ra gặp sau đây với thách thức đang được dựng lên bởi đội tuyển quân khu 4. Hiện liệu đội tuyển quân khu 2 có giành được vé để vào vòng trong hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi tuyển quân khu 2 trong trận này. Điều kiện thời tiết có mưa, chúng ta thi đấu trận thứ 2 của vòng bán kết với quân khu 4 với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi nhưng bảo đảm tính an toàn và bảo đảm tuyệt đối nhất. Nhất là cái thành tích chúng ta phải có sự cố gắng, nỗ lực hơn nữa. Chúc các đồng chí thành công. 2-3, quyết tâm! Với kết quả rất là tốt của đội tuyển quân khu 4 vừa rồi thì đội tuyển quân khu 2 ngày hôm nay đây là trận thi đấu cuối cùng ở trong vòng bán kết. Và đội tuyển quân khu 2 đã bắt đầu trận thi đầu tiên của mình. Đây có phải là trận cuối cùng không hay là vẫn còn cơ hội? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp theo. Và đây họ đang vượt qua những cái ổ mái nhà đúng không ạ? Thành tích của đội tuyển quân khu 4 trong trận đầu tiên chỉ là 6 phút 02 giây, luôn lập ra những kỷ lục. Trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn thì đòi hỏi ban huấn luyện của đội tuyển quân khu 2 sẽ phải có những tính toán để có thể giành được một kết quả thuận lợi trước đội tuyển quân khu 4. Thi đấu với một đội tuyển mạnh hơn thì thú vị hơn nhiều so với cả đội tuyển yếu hơn đúng không ạ? Bởi vì như thế thì mình mới được kích hoạt tất cả những cái sức mạnh của mình lên. Và họ có thể phá vỡ được những kỷ lục của chính mình. Đúng rồi. Phùng Xuân Điệp là người đi đầu đội tuyển quân khu 2. À, bạn đã có cái cách vén hàng rào tôi thấy là rất là gọn gàng ấy, giống như là người ta vén màn ấy, làm sao để mà nó gọn sang hai bên và không để các đồng chí đi sau sẽ bị các cái dây loằng ngoằng này nó bấu víu lấy người. Các kiếm sĩ sẽ phải sử dụng các cái đinh kim chữ U để giữ lại các vị trí hàng rào trên thấp gai, để đánh hàng rào trên thấp gai sau khi vén ra thì nó lại co được vào. Hàng rào này có đặc tính là như dây chun nhỉ? Vâng. Co ra. Vén rào thấp gai và vén màn thì cũng khá. Tôi nghĩ là ở nhà vén màn rất là kỹ đấy. Trong quân đội một trong những cái điểm mà chúng ta thấy rất là đáng để là canh gặp các cái quân tư trang hết sức gọn gàng, vuông vức, đẹp đẽ. Đấy là như là đấy là những cái đầu tiên phải học trong trường. Đó là những bài học đầu tiên khi bước chân vào quân ngũ. Vâng. Hóa ra là nó không chỉ đơn giản là vén màn hay là gập chăn đâu, nó chính là sau này là để vén các cái dây thép gai và để chiếm lấy các địa hình một cách gọn gàng hơn. Vâng, và đó cũng chính là những bài học về sự cụ thể tỉ mỉ mà các chiến sĩ cần phải học. Đúng, đôi khi trông thấy thôi nó nhỏ thế nhưng nó có thể đổi bằng xương bằng máu. Đổi mũ, đổi mũ, đổi mũ. Trên thao trường hiện nay thì đang có mưa nhỏ. Buổi tối ngày hôm qua thì cũng đã có mưa xuất hiện trên thao trường, dẫn đến là đường cơ động đang rất là trơn trượt, đòi hỏi các chiến sĩ phải rất cẩn thận trong quá trình cơ động. Và bây giờ thì tôi đang nhìn thấy đội tuyển quân khu 2 đang mang vác khẩu SVG-9, khẩu DKZ nặng 60 cân tới các vị trí để bắn. Ta cũng có thể cảm nhận được là đội tuyển quân khu 2 thì có cái tốc độ nhanh không kém gì đội tuyển quân khu 4 cả, và đây là một tín hiệu rất là tích cực đối với đội tuyển quân khu 2. Bạn sự khởi đầu nam chắc chắn là sau bài học kinh nghiệm của trận thi đấu tuần trước thì đến tuần này họ sẽ có những cái cách thức để thao tác vũ khí tốt hơn rất là nhiều, giống như là đồng chí nói là căn cơ giọt nước. Vâng, bọt nước sẽ bảo đảm thăng bằng. Tóm lại đây có một cái bọt nước gì đó đúng không? Vâng. Ở trong cái nòng súng ấy à? Và để đảm bảo thăng bằng. Ở trận đối với đội tuyển quân khu 2 thì ở trận đấu với đội tuyển quân khu 1 có vẻ như vấn đề về hiệu chỉnh súng của họ đang gặp những cái vấn đề về mặt sai sót. Thì chắc chắn rằng cái công tác chuẩn bị khi đối đầu với đội tuyển quân khu 4 này thì họ sẽ phải làm rất là chu đáo. Gõ 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 rất nhanh đấy. Được. Tôi thì thiết nghĩ rằng là qua cái những cái bài học mà chúng ta rút ra trong chương trình quân khu số 1, tôi nghĩ rằng là mỗi một người nếu như được rèn luyện qua quân ngũ ít nhất là một cái thời gian tối thiểu nào đó thì cũng sẽ có được những cái phẩm chất, những cái tính cách để đảm bảo những cái thành công của mình trong cuộc sống, trong công việc, cho dù là bất cứ làm gì, ví dụ như là tính gọn gàng, tính chính xác, tính kỷ luật, ý thức trách nhiệm, tự chịu trách nhiệm bản thân mình với những cái hành động của mình, và đấy cũng là những điều cơ bản để làm nên thành công một con người trong cuộc sống. Bỏ nước. Phát một nó là sâu. Bỏ nước. Cố gắng gặp chị sao nhá. Từ đó. Xem. Mục tiêu đầu tiên cự ly 300m. Được. Bỏ nước. Được. Đúng không? Lên nặng quá chưa? Lên rồi. Phát chúng này đã trúng rồi. Mục tiêu đầu tiên. Bùng lên.
còn là mục tiêu thứ hai. Rất nhanh. Trường ngày hôm nay đúng là rộn ràng những cái thành tích của cả hai quân khu. Ok. Được rồi. Được rồi, lao 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 nhanh. Đưa rồi, hai cao Đức ca. Rồi ok, hai cao. Anh cứ về đây, anh cứ về đây, anh về đây. Thôi rồi, là xong. Số 1 xong. Được rồi, giữ nó nghe xuống đợt nắng tháng 10 là chuyện bình thường. Bên cạnh đó thì được đang đón những đợt không khí lạnh đầu tiên và cái nhiệt độ cũng đang hạ thấp xuống còn 14 độ mà thôi. Và có vẻ như ban tổ chức cũng rất tâm lý khi bố trí các bia cháy ở trên thao trường, ngọn lửa bùng lên thì sẽ làm chúng ta cảm thấy ấm áp hơn. Một quả đạn thấp bật lên và đã bắn chính xác vào mục tiêu, thật là tuyệt vời. Một cái điểm đặc biệt ở đây đó là ban tổ chức đã bố trí các bia cháy ở trên thao trường và khi đạn trúng vào mục tiêu thì bia sẽ cháy. Để chúng ta có thể biết được là kết quả như thế nào ngay lập tức, đúng không ạ? Đội tuyển quân khu 2 thật là xuất sắc. Họ cũng đang có thời gian thao tác và sử dụng súng rất là nhanh. Vâng. Còn một quả nữa để xem họ có thắng được quả này không. Clean 500m. Tiếp tục có một quả đạn chính xác. Không chỉ là nhìn thấy lửa bùng lên, chúng ta còn nhìn thấy cả cái vệt khói của đường đạn bay nữa, thật là tuyệt đẹp. Đối với súng SPG-9 thì khi bắn ở cự ly 300 thì đạn rất là căng. Chúng ta có thể quan sát là thấy được đạn. Tuyệt vời, đây là những gương mặt rất là điển trai của đội tuyển quân khu 2. Và như thế thì các đồng chí cũng thể hiện một cái khả năng thi đấu thật là xuất sắc. Chúng ta cùng chờ xem kết quả thế nào. Trận thi đấu giữa quân khu 4 và quân khu 2. Quân khu 4 chặng 1 6 phút 02 giây 37%. Đội quân khu 2 chặng 1 5 phút 25 giây 93%. Một điều bất ngờ ngay từ chặng đầu tiên thì đã xảy ra, đội tuyển quân khu 2 đang nhanh hơn đội tuyển quân khu 4 với nhanh hơn 30 giây so với đội tuyển quân khu 4. Như vậy là đội tuyển quân khu 4 bất khả chiến bại thì đã có một đội tuyển khác đã vượt qua trong vòng đầu tiên này. Và đội tuyển quân khu 2 đã chứng minh là việc thua đội tuyển quân khu 1 đó chỉ là một tai nạn. Phong độ là nhất thời, còn đẳng cấp thì mãi đúng không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem những đội tuyển đẳng cấp như thế này sẽ thể hiện tiếp theo trong chặng thứ 2 như thế nào. Chặng thi thứ 2, chấp kép sơ đồ chiến lệ, duyệt hỏa điểm. Đội chơi sử dụng súng máy hạng nặng 12,7 ly kết hợp với súng tiểu liên AK tiêu diệt 14 mục tiêu theo quy định. Thành tích được tính khi nhiệm vụ bắn kết thúc. Cố gắng quyết tâm hết sức, bản đồ chiến lệ nhanh hết cỡ, cố gắng dán được phát nào là chuẩn phát đó. Lên vị trí bắn chú ý cái điểm xạ, bố nha, cố gắng lên hồi hôm nay theo đúng những lực động tác mà bắn thôi. Khi mình phát không trúng thì mình xem là nó đồng đạn như nào và điều chỉnh một chút thôi. Chúng ta bắn như ở nhà, lấy yếu tố cả thời gian và cả chính xác làm sao cho nó vừa phải, vừa đủ. Nha, cố gắng lên, chúng ta vượt. Lại thôi nào. Quyết thắng lên. Quân khu 4, quyết thắng. Ôi, 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 ôi. Tầm quyết nhé. Rồi. Cố gắng lên. Trọng tài sẵn sàng. Đồng hồ về công. Đội chơi vào vị trí xuất phát. Bắt đầu. Và đội tuyển quân khu 4 đã xuất phát, họ đang... Cá nhân em cảm nhận là đội tuyển quân khu 4 đang rất vui. Đúng rồi, bởi vì họ đang gặp một kỳ phong địch thủ rồi, hóa ra quân khu 2 không hề là đơn giản. Vâng, đấy, đội tuyển rất nhiều ẩn số đấy. Vâng, đây, họ đã đi tới khu vực lắp ghép chiến lệ và bây giờ họ sẽ lắp ghép chiến lệ của một trận đánh mà cái tên thì nghe thật là ít người biết, như là trận Tour 2 này. Tour 2 là ở vùng Châu Thành, Tây Ninh. Nó ở xã Đồng Khởi và đây là một trong cái trận đánh vô cùng quan trọng đối với công cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta, bởi vì đây chính là trận đánh đầu tiên của chúng ta để cổ vũ và gây dựng cho phong trào Đồng Khởi. Trước đó thì mọi người cũng còn nhớ là sau trận Geneva thì tình hình diễn biến rất là phức tạp. Trước cái âm mưu để chiếm miền Nam của nước Mỹ thì hội nghị trung ương đảng lần thứ 15 đã được họp và nhắc ra quyết tâm kháng chiến chống Mỹ để giải phóng tận miền Nam thống nhất đất nước. Và sau hội nghị 15 chúng ta quyết định phải đánh một cái trận gọi là trận Tour 2. Vâng, và đó là trong những ngày đầu cuộc kháng chiến của nhân dân miền Nam đang đi vào giai đoạn rất là
ác liệt đúng không? Đúng rồi, và chính vì vậy cho nên là cái việc tập kích căn cứ tour 2 đã có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đây là trận thắng lớn đầu tiên của lực lượng vũ trang của miền Đông Nam Bộ từ năm 1960, và nó mở đầu cho phong trào đồng khởi Tây Ninh, đồng thời nó cũng mở đầu cho phong trào đồng khởi trên toàn miền Nam. Khẩu súng 12 ly 7 này còn nặng hơn cả FPG9 đúng không ạ, với trọng lượng gần 100 kg. Vâng, trọng lượng của nó là gần 100 kg. Đội quân khu 4 đang rất nhanh, nghĩa là trong lúc chúng ta cũng đang vài ý về chiến lệ thôi thì họ đã ở trên tuyến bắn của súng 12 ly 7 rồi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Bây giờ sẽ là súng 12 ly 7 sẽ được khai hỏa đúng không ạ? Mười bốn mục tiêu đang đợi các xạ thủ của đội tuyển quân khu 4 ở phía trước. Mỗi mục tiêu không trúng thì họ, đội chơi sẽ bị phạt rất nhiều về thành tích. Để lắp được súng 12-7 thì đòi hỏi cần phải một khẩu đội, và khẩu đội súng 12-7 thì gồm có 9 người, trong đó có một khẩu đội trưởng và 8 xạ thủ. Tuy nhiên trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta chỉ có 6 vận động viên, và họ đang thực hiện thao tác rất nhanh để có thể đưa súng về tư thế giá súng bắn thấp và lắp đạn vào súng. Vì Văn Vũ chính là xạ thủ 12-7 của đội tuyển quân khu 4, đây cũng là lần đầu tiên anh tham gia. Đối với các loại súng bộ binh thì đội tuyển quân khu 4 đã thực hiện bắn rất tốt. Không biết rằng đối với các loại súng hỏa khí này thì họ sẽ bắn như thế nào. Chưa trúng. Vâng, loạt đầu tiên đạn chưa trúng mục tiêu, có vẻ như đang hơi thấp. Có 5 bia màu đỏ đang chờ đợi khẩu 12 ly 7 này khai hỏa. Con 4. Quan trọng là cái điểm xạ của xạ thủ phải bảo đảm trong khoảng từ 3 đến 5 viên để không bị cộng vào thành tích của mình là 30 giây. Vâng. Và nhìn những cái đường đạn điểm xạ thì chúng ta thấy rất là đẹp. Còn 3. Còn 3 mục tiêu vòng quanh. Vẫn còn 3. 12 ly 7 khai hỏa thật là đẹp, nhưng mà vẫn chưa trúng. Ở trận thi đấu thứ hai này thì điều quan trọng đó là các đội tuyển phải bắn được chính xác đối với mục tiêu. Vâng, súng thì nổ mãnh liệt đấy. Vâng. Nhưng mà ra ngoài. Vâng. Đẹp thôi không đủ. Vâng. Vâng. Không sao, không sao. Vâng. Đội tuyển quân khu 4 cần bình tĩnh. Vẫn chưa trúng, không phải họ bắn lên tận đồi rồi. Có vẻ như đạn đang bị cao. Yếu lĩnh giữ súng của xạ thủ bảo đảm chưa chắc chắn. Như vậy là còn lại 3 mục tiêu màu đỏ. Vâng, tiếp theo đến là cha. Việc súng máy phòng không 12-7 bắn không tốt thì cũng sẽ gây ra những tâm lý cho các vận động viên khi bắn AK. Một tên đã dụng. Còn 6 mục tiêu nữa. Vẫn còn 6. Còn 5. AK rất là chăm chỉ tích cóp nhặt từng cái bia một. Tại vì mỗi bia là 1 phút. Không thì... Và cố lên các đồng chí quân khu 4. Mục tiêu số 1 thì chiều rộng là 15 và chiều cao cũng là 15. Rất là nhỏ. Vâng. Còn 3. Còn 2. Còn 2 mục tiêu. Vâng, cố lên các đồng chí quân khu 4. À, Đình Quyết. Nguyễn Đình Quyết. Và canh còn đạn không vậy? Thế rồi. Đình Quyết ơi.
Như vậy là còn sót lại hai chiếc bia ngoan cố kia. Còn tất cả là còn 5 mục tiêu chưa bị tiêu diệt. Vâng. Tôi nghĩ là không biết có phải là vì đội tuyển quân khu 4 có mới biết được cái sự vượt lên ngoạn mục của đội tuyển quân khu 2 không nên bị ảnh hưởng tâm lý không? Đó cũng là một phần khi mà đội tuyển quân khu 2 đã thi đấu trước và thi đấu rất tốt thì sẽ gây ra cái tâm lý cho các vận động viên đội tuyển quân khu 4. Quân khu 4 luôn là bất khả chiến bại mà. Chúng ta hãy cùng chúc họ thành tích ở phần tiếp theo. Vâng. Chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay cho họ. Vào vị trí nào, chuẩn bị. Trọng tài sẵn sàng. Đồng hồ tấn công. Lên. Chơi vào vị trí chuẩn phát. Đội quân 2 sẵn sàng. Sẵn sàng. Bây giờ đội tuyển quân khu 2 đã bắt đầu trong trận thi đầu tiên thì họ đang nhanh hơn đội tuyển quân khu 4 30 giây. Và trong trận thi thứ 2 đội tuyển quân khu 2 sẽ thể hiện như thế nào, chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi. Ở vòng này thì sau khi mang vác khẩu 27, họ sẽ chạy cùng nhau lắp ghép một chiến lệ. Và ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhắc tới một chiến lệ rất là oai hùng trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ. Đó chính là trận Vạn Tường vào tháng 8 năm 1965. Đây có thể nói là trận đụng độ đầu tiên giữa quân thủ lĩnh Mỹ và đội ở quân khu 5. Và cũng là chiến dịch đầu tiên mà Mỹ khởi động cái công cuộc là tìm và diệt trong chiến tranh cục bộ. Bởi vì lúc này thì cái sự can thiệp của Mỹ vào miền Nam rất là lớn sau khi Mỹ đổ quân trực tiếp vào miền Nam Việt Nam. Và chúng ta thấy là trong trận Vạn Tường ấy thì diễn biến đã ra như sau. Đầu tiên là chúng ta biết ở đó thì có các cái trung đoàn chủ lực của quân khu 5 và đã thành lập một cái trung đoàn gọi là trung đoàn Ba Gia. Được tin cái sự chuyển quân của trung đoàn Ba Gia thì Mỹ đã tập trung rất nhiều hỏa lực từ các phía để bao vây và dồn trung đoàn Ba Gia phải vào chống trải. Và chúng tôi sử dụng những hỏa lực gồm có là trực thăng, máy bay ném bom, xe tăng, xe đựng nước và các loại hỏa lực khác để bao vây tìm diệt trung đoàn Ba Gia này. Chúng ta đã đứng trước một tình huống vô cùng nguy hiểm. Trước tình thế ấy thì quân đội ta đã làm gì? Ngay lập tức thì chúng ta từ thế bị bất ngờ đã chuyển sang thế xế chủ động và trung đoàn Ba Gia đã chuẩn bị hết sức dũng cảm, mưu trí, chờ đợi quân địch tới thật gần để chiến đấu và trong vòng một ngày thì đã lật ngược lại thế cờ. Đội tuyển quân khu 2 thì đã chắc ghép xong sơ đồ chiến lệ trận Vạn Tường. Vậy thì họ đã mất tương đối nhiều thời gian ở phần thi chấm sơ đồ chiến lệ. Tuy nhiên là để quyết định đến thành tích của trận thi đấu thứ hai này thì chúng ta cần phải xem màn thể hiện giả kích của các vận động viên khi bắn 12-7 và bắn thủ tỷ lệ là ca. Đây là đội tuyển quân khu 2 đã tiếp cận quyền bắn đúng không ạ? Với việc là phải họ đang tiến hành là đặt súng ở tư thế giá súng bắn thấp. Vâng, các thao tác của các chiến sĩ rất nhuần nhuyễn. Lần này thì không được mắc sai lầm quá nhiều thì đội tuyển quân khu 2 mới có thể giành được một chiến thắng trước đội tuyển quân khu 4 và tiếp tục trông chờ vào kết quả để đi đến vòng chung kết của chúng ta. Đối với súng 12-7 thì sẽ có 5 mục tiêu bóng bay bố trí ở cự ly 300m và chiều cao mục tiêu so với địa hình là khoảng 1m. Và đường kính bóng bay thì sẽ khoảng là 60cm. Như chúng tôi được biết thì súng 2L7 khoảng cách bắn mà hiệu quả nhất của nó là khoảng độ 1.2 km, đúng không ạ? Đối với 12L7 khi bắn ở tầm bắn xa nhất của nó, góc độ là 43 độ thì sẽ bắn được 7.000m. Còn cự ly bắn đón hiệu quả đối với khi bắn mục tiêu trên không đó là khoảng 1.800m và mục tiêu mặt đất mặt nước là khoảng 1.000m. Đó cũng là một cái loại vũ khí mà đã
trở nên rất là quen thuộc và phát huy tác dụng rất là hiệu quả của đội ta trong những cái năm từ kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mỹ. Vâng. Đúng không ạ? Vâng. Còn bây giờ thì chúng ta đang quan sát đội tuyển của đội tuyển quân khu 2 đang chuẩn bị để khai hỏa khẩu 12-7 này. Rất dũng mãnh. Khi bắn là thật và đặc biệt là trong quá trình thi đấu thì việc áp lực về mặt thời gian sẽ làm cho các vận động viên có những tâm lý mà chúng ta có thể thấy là xạ thủ số 2 đang gặp khó khăn trong vấn đề lắp đạn. Một điều, vâng. Vâng, lá cờ đã vẫy rồi, chúng ta cùng xem. Chúng không? Vâng. Không trúng mục tiêu nào, và có vẻ như là chưa trúng mục tiêu. Vâng, và một mục tiêu đầu tiên đã bị tiêu diệt. Cố gắng điều dạ cao lên. Chưa trúng. Có vẻ như đạn đang bị lệch phải và cao. Tiếp theo. Trong bắn súng 2-7 thì việc giữ súng của xạ thủ cũng là một trong những yếu lĩnh để bảo đảm đạn trúng mục tiêu. Vâng, và như vậy là đạn đã trúng mục tiêu. Trúng rồi. Tuyệt vời, và chúng ta thấy là hình như họ cũng phải nổ một tràng chứ không phải là chỉ có một viên đâu. Họ đang thực hiện rất đúng điểm xạ là từ 3 đến 5 viên. Nhiều hơn không được đúng không ạ? Vâng, nếu như mà từ 2 viên trở xuống và 6 viên trở lên thì đều bị bắt lỗi điểm xạ. Vẫn còn 3 mục tiêu bóng bay. Hơi thấp đấy, rất là ngoan cố. Mục tiêu. Vâng, và chỉ còn 2 mục tiêu nữa thôi. Có vẻ như thành tích xa kích của đội tuyển quân khu 2 đang tốt hơn đội tuyển quân khu 4. Mục tiêu. Vậy là khẩu đội 12-7 thì còn 2 mục tiêu, và tiếp theo là đến mục tiêu của súng tiểu liên AK. Vâng, và rất nhanh chóng thì xạ thủ số 3 đã tiêu diệt được 3 viên mục tiêu ở bên phải cùng. Và đang bắn chi viện cho xạ thủ số 4 và số 5. Chính là Phùng Xuân Điệp ạ. Phùng Xuân Điệp ở trong trận thi đấu trước thì một mình anh đã bắn trúng 4 viên AK. Đây là những cảnh tượng mà chúng ta có thể thấy cái sự tinh nhuệ của quân chúng ta, thật là đáng tự hào. Vậy là đội tuyển quân khu 2 thì đã kết thúc trận thi thứ 2 của mình. Với một khí thế y hệt như là trận Vạn Tường năm nào, một trận đánh vô cùng có ý nghĩa. Chúng ta đã bắt đầu tìm ra được những cách để đánh Mỹ. Và trước đó có một câu hỏi mà mọi người rất là băn khoăn và trăn trở, đó là đánh Mỹ đánh như thế nào, liệu có đánh được Mỹ không. Và trong trận Vạn Tường cũng như là trận Núi Thành ở Quảng Nam thì chúng ta đã tìm ra được cái sơ hở của bộ binh Mỹ khi tấn công, là có những sơ hở gì, bất cứ kẻ mạnh nào thì cũng có cái sơ hở. Chính trong trận Vạn Tường đã trả lời được câu hỏi ấy, và đó là trận mà chúng ta cùng nhớ lại trong ngày hôm nay. Và chúng ta một lần nữa chúc mừng đội tuyển quân khu 2 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chặng 2, quân khu 4, 13 phút 55 giây 33%. Quân khu 2, 7 phút 14 giây 22%. Trôi nhanh, một ngày vội vàng, ngày đã tắt nắng. Mới là 20, chớm là 30, đã làm được những gì? Nhìn lại chặng đường một năm trôi qua, lặng nhìn cuộc đời thời gian trôi xa. Tôi đã già, không giống như ngày hôm qua. Hôm nay ta vẫn về.
Tiểu đội bộ binh truy kích địch chiếm lĩnh điểm cao. Đội chơi sử dụng lựu đạn, súng chống tăng B-41, trung liên RPD, tiểu liên AK tiêu diệt mục tiêu. Trận thi kết thúc khi cờ địch bị hạ, cắm cờ chiến thắng. Ôi, tất cả đồng chí cố gắng nha. Ngày hôm nay chúng ta cố gắng hết sức. Trận này chúng ta thi đấu hết sức, cố gắng rút được ngắn bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu. Chú ý lưu ý là cơ động lên, tất cả công chí làm cái động tác chuẩn bị đạn khẩn trương xong, hô xong cho để cho dẫn bắn người ta giơ cờ, xong người ta mới hô cái khẩu lệnh lắp đạn xong hô xong thật nhanh để cho người ta giơ cờ. Cố gắng, các ông chí cố gắng nhá. Này, bỏ lên này. 2, 3. Sát trung. Và chúng ta bước vào chặng thứ 3 của chương trình quân khu số 1. Và đây sẽ là lượt thi đấu của đội tuyển quân khu 4. Họ đang chậm hơn đội tuyển quân khu 2 gần 5 phút. Chưa bao giờ có chuyện này xảy ra nhỉ? Chưa bao giờ có chuyện này xảy ra cả. Một bất ngờ đang xảy ra ở trên thao trường từ quán đồng roi. Vì vậy cho nên là họ đang phải băng qua đầm lầy hết sức là nhanh chóng để khắc phục cái khoảng thời gian trên. Với một tinh thần rất là dũng mãnh, các chiến sĩ quân khu 4 đang băng qua đầm lầy. Tay của họ đang cầm những khẩu súng rất là quen thuộc như AK, B41 và RPD. Hỏa lực của địch đang bắn rất mạnh về phía ta. Những cột nước cao đến hàng chục mét. Vâng, nhưng lòng quyết tâm của các chiến sĩ quân khu 4 thì còn cao hơn nhiều. Vâng. 5 phút. Bước chân của họ đã vượt qua 100 mét của đầm lầy này và chuẩn bị đánh chiếm mục tiêu. Những quả pháo cối vẫn đang nã vào khu vực đầm lầy và... Và đội tuyển quân khu 4 có lẽ là họ đang cũng rất là thắc mắc về cái tình hình hiện tại của mình. Không, tôi nghĩ lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải tiến lên, phải hết sức tập trung. Với việc bắn trúng và nhiều điểm chạm cũng như là tiêu diệt được mục tiêu thì đội tuyển quân khu 4 cũng sẽ có những cái kết quả tích cực ở trận thi thứ 3 này. Chúng ta cùng nhau chờ đợi. Xong! Bây giờ họ đang có mặt tại các cái hồ công sự của mình. Ở đây có mấy loại hồ công sự? Tất cả các loại súng ở đây thì đều bắn ở tư thế đứng bắn, có tỳ,
Và ở đây thì được đắp các cái vị trí ủ đất bảo đảm cho các chiến sĩ có thể lợi dụng được vật tì để bắn vào các mục tiêu. Những viên đạn sắp sửa nhả ra khỏi nòng để thể hiện cái tinh thần thi đấu cũng như là kết quả huấn luyện trên các thao trường của quân khu 4. B41 đang được lắp đạn. Vâng, và khi mà tất cả MPD cùng an toàn xong thì các xạ thủ mới được khai hỏa đúng không ạ? Vâng, sau khi tất cả các xạ thủ làm xong công tác chuẩn bị thì chỉ huy bắn sẽ quan sát và sẽ cho các chiến sĩ bắt đầu bắn các loại súng của mình. Trông rất là mạnh mẽ. Của B41 này cũng khiến mỗi lần xuất hiện cũng khiến cho khán giả cũng phải tập trung hơn nhiều. Các chiến sĩ đã làm xong công tác chuẩn bị và bây giờ chỉ chờ khẩu lệnh của chỉ huy bắn. Chuẩn bị. Đầu tiên sẽ là mục tiêu của Trung Liên. Tôi đang nhìn thấy cái bia này rất ngoan cố. Bia này là tính điểm chạm chứ không phải là bắn trúng thì nó đổ xuống. Và chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra lại cái điểm chạm ở trên đó. Thời gian hiện của bia là 30 giây. Và sau khi hết thời gian 30 giây thì bia sẽ ẩn. Mục tiêu tiên địch đáy xíu. Đây là bia số 5 đúng không? Vâng, đây là bia số 5. Tiên địch, chuyên gia quân sự địch đang quan sát. Wow, đây là B41 đã trúng rồi. Trúng mục tiêu. Tôi cảm giác như ở đây B41 dễ trúng hơn ở chỗ khác rồi đúng không? Khoảng cách nó ngắn hơn. Cự ly của mục tiêu B41 là khoảng 150m. Vâng, gần hơn ở An Giang. Đây là cái việc luyện tập cũng như là cái khả năng làm chủ vũ khí trang bị của những chiến sĩ rất là tốt. Nên là có thể bắn được trúng mục tiêu. Quân khu 4 rất nổi tiếng trong những trận thi đấu vừa qua, đã thể hiện ngoạn mục trên làn sóng của VTV3. Lúc này chúng ta cũng đang thấy các mục tiêu đang bị tiêu diệt và chúng ta sẽ chờ đợi kết quả được báo từ bia về. Tiếp tục sẽ đến một quả B41 cuối cùng của đội tuyển quân khu 4. Vâng, và mục tiêu đã bị tiêu diệt. Tuyệt đẹp, cùng với ngọn lửa bùng lên tại mục tiêu thì cũng đã báo hiệu là đội tuyển quân khu 4 đã hoàn thành xuất sắc phần thi này. Vâng, và ở phía trước họ thì vẫn còn 3 ổ súng đang chờ đón họ ở phía trước. Quá trình vận động vẫn còn dài ạ. Họ sẽ chiếm các ổ súng này để sau đó cắm cơ. Vâng, đầu tiên là tiêu diệt ạ. Ném được đạn vào các vị trí ổ súng để tiêu diệt ổ súng. Sau đó thì mới cơ động lên hạ cơ địch và cắm cờ của ta. Nôn nóng chiến thắng thì luôn là một cái tâm lý thông thường của tất cả những người tham gia thi đấu. Tuy nhiên là họ phải vượt qua được cái tâm lý này đúng không ạ? Muốn nhanh thì phải từ từ. Vâng. So sánh một chút nữa đi, thì đội tuyển quân khu 4 so với đội tuyển quân khu 2 thì nếu như trong bóng đá thì chúng ta có thể so với đội gì? Tôi nghĩ là trận đấu này thì sẽ giống với đội tuyển Bồ Đào Nha và đội tuyển Hàn Quốc. Ai là Bồ Đào Nha, ai là Hàn Quốc? Đội tuyển quân khu 4 sẽ là đội tuyển Bồ Đào Nha và quân khu 2 sẽ là Hàn Quốc. Vâng, cá nhân em thì em thấy cái trận này có lẽ giống Đức với Nhật hơn, tại vì hai đội đấy là cùng một đội bóng mạnh, thông minh, nhanh và chính xác. Nhưng chiến thắng lại đang nghiêng về đội cũng được đánh giá có vẻ thấp hơn. Nếu mà so Đức với Nhật thì chắc là quân khu 2 sẽ là Nhật, còn quân khu 4 là Đức. Vâng. Bởi vì Đức là cỗ xe tăng luôn luôn thể hiện là bất khả chiến bại như đội tuyển quân khu 4. Đúng. Còn Nhật thì tôi cũng nghĩ là âm thầm lặng lẽ nhưng mà không phải dạng vừa đâu. Giống quân khu 2 ấy, họ cũng đã thầm lặng, họ cũng đã rất là nhiều trận mà làm chúng ta ngỡ ngàng. Chưa bao giờ là đội đứng đầu bảng nhưng chưa bao giờ dừng lại. Quan trọng nhất là kết quả cuối cùng nhỉ. Đúng đấy. Và bây giờ thì đội tuyển quân khu 4 đã tiếp cận ổ súng cuối cùng. Wow, trúng luôn rồi. Mục tiêu. Đẹp quá. Và như vậy họ chỉ còn khoảng 20m nữa thôi thì sẽ kết thúc trận thi đấu thứ hai này. Đấy, nếu như thế thì chúng ta thấy là cỗ xe tăng Đức hay là còn gọi là cỗ xe tăng quân khu 4 đang rầm rập tiến lên. Vâng, và họ đã cắm được cờ của đội tuyển của mình lên đỉnh của điểm cao 45. Điểm cao. Vâng. Wow. Vâng. Chúng ta chúc mừng đội tuyển quân khu 4. Về thành tích, chúng ta đã đạt thành tích rất tốt và xuất sắc
chỉ huy sư đoàn đã gửi lời động viên và biểu dương các đồng chí. Mong các đồng chí phát huy thành tích buổi sáng hôm nay, phấn đấu trong quá trình thi an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phấn đấu đạt thành tích tốt nhất. Chúc mừng các đồng chí. 2, 3, quyết tâm! Trọng tài sẵn sàng, đồng hồ về không? Sẵn sàng! Tiết! Vậy là đội tuyển quân khu 2 với rất nhiều bất ngờ thì đang ở vị trí xuất phát chặng thi 3. Các chiến sĩ đã sẵn sàng và họ đã lao lên. Đầu tiên họ phải vượt qua một lần lần. Và thứ tự cơ động sẽ là trung viên của tổ 2, tổ 1, sau đó đến AK và V1. Một không khí chúng ta nhìn thấy hết sức dũng mãnh của những chàng trai bước chân đang băng mình qua các cái đầm lầy. Vâng, họ đang rất tự tin vì có cái lợi thế rất là lớn trước đội tuyển quân khu 4, nên những bước chân của đội tuyển quân khu 2 chạy cũng rất là mạnh dạn. Từ góc quay này chúng ta có thể thấy là dường như họ đang chạy trên mặt nước. Tuy nhiên thì ban tổ chức đã bố trí một cây cầu chìm ở dưới nước để các vận động viên có thể cơ động vượt qua. Trong quá trình di chuyển vận động của các vận động viên thì cái việc tránh để ướt súng để có thể tham gia chiến đấu ngay cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Và như thế chúng ta thấy họ nâng niu khẩu súng trên tay và vẫn phải tránh qua không chỉ đầm lầy ở những cái mực nước mà họ còn phải tránh cả những cái viên đạn của địch, những cái phát đạn cối đang nã vào đầm lầy này. Không phải quá vội vàng vì thời gian là cũng đã cũng có đủ cho mình để mình có thể tập trung được, nên là đội tuyển quân khu 2 cũng có một cái chiến thuật càng thi càng hợp lý. Đấy chính là lý do vì sao khiến cho đội tuyển quân khu 2 chưa bao giờ đứng đầu bảng nhưng lại liên tục đi tiếp. Ăn chắc mặc bền. Quân khu 2 như chúng ta biết là có trụ sở tại Phú Thọ và sư đoàn 316 anh hùng chính là sư đoàn chủ lực của quân khu 2. Đây là quân khu Tây Bắc và một cái địa bàn rất là rộng lớn của chúng ta ở vùng Tây Bắc của Việt Nam. Bây giờ thì họ đang vào các cái vị trí chiếm lĩnh trận địa rồi. Trước mặt họ đang là 6 bia mục tiêu cần phải tiêu diệt bằng các loại súng như là trung liên thì sẽ bắn vào mục tiêu số 6B, cự ly mục tiêu là khoảng 100m. Đối với súng AK thì mục tiêu bia số 5 và cuối cùng là B1, mục tiêu bia số 9. Đây chính là quả tên lửa. Quả đạn của súng B1. Được gọi là quả tên lửa đúng không? Quả tên lửa nhỏ. Đập hộp quả tên lửa nhỏ. Và nó đã được lắp vào để chuẩn bị lao ra khỏi nòng. Tất cả phải cùng có công tác chuẩn bị xong thì mới được khai hỏa. Trông nó giống như là một bông hoa chuối thế thôi, nhưng mà quý vị biết không, chúng tôi đã từng được nghe tiếng nổ của nó đinh tai nhức óc, chết lặng cả người, rung động cả một thao trường. Đây là những cái loại vũ khí rất là cơ bản cho đơn vị chiến đấu bộ binh, đúng không, đồng chí Khoa? Đây là vũ khí cơ bản của một tiểu đội bộ binh. Vâng. Nhưng hiệu quả của đem lại của loại súng này vẫn rất là lớn ở trong chiến trường, đúng không ạ? Vâng, và thực tế đã được chứng minh trong hai cuộc kháng chiến của chúng ta trước Pháp và Mỹ. Dạ. Tôi thấy quân khu 2 khá là đủng đỉnh. Vâng. Cứ dịu dàng nhặt nhạnh từng cái bia thôi. Điều quan trọng. Vân mê với tên địch. Điều quan trọng của họ bây giờ là chỉ cần trúng mục tiêu thôi, chứ vâng, không đó. Nhất thiết là phải điểm thưởng nữa rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Quá đẹp, đây là những cái phát đạn mà chúng tôi cũng khao khát ở trong những cái trận thi đấu trước ở vòng tứ kết mà đợi mãi đến đây thì thoải mái. Vâng, đây cũng là những đội tuyển được rất xuất sắc của chúng ta rồi, thế nên vâng. Và đây thì các cái màn bắn súng thật là ngoạn mục. Vâng, có vẻ như đạn đang thấp, vẫn thấp. Đồng chí Khoa nhìn biết là thấp hay cao thì chúng tôi không biết gì. Cơ bản là vì mục tiêu của bia số 5 thì cũng có địa hình rất nhanh họ. Vâng, và mục tiêu đã bị tiêu diệt. Chúng tôi chỉ nhìn thấy khói bay lên thôi là và lửa bốc lên là biết là được tiêu diệt thôi. Cùng thêm một âm thanh nữa là ù tai. Đúng rồi. Còn bây giờ thì họ đang phải tiếp cận để đánh chiếm nốt 3 mục tiêu còn lại. Thực tế chiến đấu thì sự kết hợp các loại hỏa lực cũng như là khi mà chúng ta tiến đánh như này thì cũng rất là theo đúng tuần tự, đúng không ạ? Vâng, trong quá trình chiến đấu thì khi một chiến sĩ cơ động thì sẽ có một chiến sĩ tiến hành kiềm chế hỏa lực của địch để bảo đảm an toàn cho chiến sĩ cơ động. Vâng. Trong lúc chúng ta đang theo dõi trận đấu như này thì đồng chí Khoa cũng có thể cho biết là những cái điểm trừ là gì không? Như vừa rồi quân khu 2 có bị trừ gì không?
Đối với đội tuyển Kuko 2 thì theo như tôi quan sát thấy thì đã có xạ thủ súng tiểu liên AK là bắn một viên, thì đây cũng là một trong những điểm trừ và họ sẽ bị cộng vào thành tích của mình là 30 giây. À, tức họ phải bắn hai viên một lúc. À, họ sẽ phải bắn theo đúng chế độ là liên thanh của súng tiểu liên AK là bắn hai viên một lúc. À, tôi hỏi thế là thay hỏi thay cho quân khu 4 đấy. Vâng, đội tuyển. Đội tuyển Kuko 4 bây giờ đang rất là chăm chú để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Kuko 2 này. Vâng. Kuko 2 này phải bị trừ đi một ít. Vâng. Mỗi phát ném lựu đạn trúng luôn là khiến cho rất nhiều người buồn lòng. Không, nhưng mà đại đa số thì vẫn vui. Chỉ một chút dù nhỏ thôi. Vâng. Về cơ bản là chúng ta vui khi mà chúng ta thực hiện tốt các bài tập. Đình ơi, cố lên nhá. Cố lên Thịnh ơi. Rồi, như vậy các chiến sĩ đang băng mình để lao lên cái khu vực điểm cao 45. Điểm cao 45 có vẻ là một điểm cao rất là điển hình. Vì tôi thấy trong trận Vạn Tường thì chúng ta cũng chiến đấu trên điểm cao 45, có nghĩa là 45m cho mình nước biển. Vâng. Có phải đây là một trong những cái điểm cao điển hình của cái địa hình Việt Nam không? Đối với địa hình của Việt Nam thì chúng ta thấy là 45m thì có vẻ như đang hơi thấp so với địa hình hiện nay. Nhắm đi. Chưa trúng. Tiếp. Cả hai. Đấy, chúng ta thấy ở phía xa thì đó là dãy núi Ba Vì. Và dãy núi Ba Vì thì gồm có ba đỉnh núi. Tất cả ba đỉnh núi này đều có độ cao trên 1000m. Xuống vô. Xuống vô. Quên đứa này. Quên. Quên đứa này. Quên. 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 Vâng, như vậy là lá cờ đã được đánh dấu chiến thắng của quân khu 2. Chúc mừng quân khu 2. Và như thế trận thi đấu giữa hai đội tuyển rất mạnh của chúng ta là quân khu 4 và quân khu 2 thì đã kết thúc. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem tỷ số sẽ là bao nhiêu. Quân khu 4, chặng 3, 4 phút 44 giây 48%. Tổng thời gian 3 chặng 24 phút 42 giây 08%. Đội quân khu 2, chặng 3, 6 phút 52 giây, 61%. Tổng thời gian 3 chặng, 19 phút 32 giây, 76%. Căn cứ tổng thời gian 3 chặng của hai đội, đội quân khu 2 thắng được 1 điểm. Có thể gọi là một bất ngờ thì đã xảy ra, đội tuyển quân khu 4 đã mất điểm trước đội tuyển quân khu 2. Và cơ hội để lọt vào vòng chung kết của đội tuyển quân khu 4 sẽ phụ thuộc rất là lớn vào sáng thứ bảy tuần tiếp theo, khi họ phải đối diện với đội tuyển đang dẫn đầu bảng, đó chính là đội tuyển quân khu 1. Quân khu 4 đang là một đội tuyển rất mạnh suốt từ đầu chương trình tới giờ, đúng không ạ? Và đến vòng này rồi thì không ai muốn mình phải dừng lại cả. Đối với đội tuyển quân khu 4 thì từ các vòng trước đến vòng thi bán kết này họ vẫn thể hiện họ là một đội rất là mạnh. Khi mà gặp đội tuyển quân khu 1 thì theo tôi nghĩ rằng đội tuyển quân khu 4 sẽ giành chiến thắng. Cái quan trọng nhất là chúng ta học được từ những trận đánh này những tinh thần kỷ luật và tinh thần chủ động và quyết tâm của quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là những phẩm chất của một đội cụ Hồ mà chúng ta đã thấy được truyền từ những cái chiến dịch như Thua 2, như Vạn Tường, như Ấp Bắc. Đó mới là bài học quan trọng nhất, đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp tục chương trình được phát sóng trên kênh VTV3 vào 10 giờ sáng thứ bảy hàng tuần. Chương trình Quân khu số 1. Vương.